Ok, mình sẽ test con Phantom 3S này. Con này là mấy giờ sao nhỉ? Xem một anh phát. 4:50. Con này là 16:50. 1650. 1060 1650. Đây mình sẽ dán luôn trên này luôn nhá. Phụ kiện của nó sẽ gồm có là một bộ cánh. Con này là sẽ có, đây là cái túi cánh của nó này, nó sẽ có 6 cánh. Một bộ cánh và hai cặp cánh dự phòng. Cánh vẫn còn cánh nguyên dự phòng. Đây là pin của nó này. Đây là bộ sạc này. Nguyên hộp từ nhà máy luôn. Đây là sạc của nó. Và đây là sách hướng dẫn sử dụng. Đấy. Nó cũng có cả cái kẹp gimbal này. Ngoại hình máy thì vẫn rất ok, không có vấn đề gì cả. Rồi. Ngoại hình máy thì không có một vết, con này không có một vết gì đúng không? Có vết gì không? Không đúng không? Không một vết xước. Vẫn rất ok. Con này lau tí qua thì có khi là thành bán máy mới. Con này sợ dán không dính nhỉ? Không dính luôn á? Không. Không dính như này á? Chắc con móc luôn. Hay là em vòng qua đây này. Không phải tí nữa về dính lên hộp được. Không để tính dính hộp. Rồi, 1650. 1060 1650. Đây là mã của nó nha. Mình test vào lúc 16:50. Bây giờ thì mình sẽ tháo cái gimbal này ra để bật pin lên và bay test luôn nhá. Đây là viên pin của nó này. Con này là 9 lần sạc. Pin nó rất mới, con này gần như là mới tinh luôn. Không một vết xước. Đây là gimbal của nó, anh em có thể nhìn qua. Đây, gimbal này. Trục vẫn còn rất là sáng, bóng. Gimbal không có vết gì cả. Chung là ngoại hình không có một cái vết nào cả. Ok nhá. Bây giờ mình sẽ test nó. Hai con nữa thôi nhỉ. Rồi. Mình đang chờ máy bay nó khởi động. Và trong lúc khởi động thì mình sẽ kiểm tra với anh em về pin bụng nó luôn. Rồi bây giờ nó đã hiện GPS Go rồi thì nó bắt đầu mới có thể bay được. Mình ở đây là tầm cao bay về là 100m này. Tầm cao tối đa 120m, ok rồi. Ở đây pin anh em có thể thấy này, 9 lần sạc này và rất là đều cell, 4.01, 4.01, 4.01 và là 4.02. Và rất là đều. Cell rất ngon, pin còn mới tinh. Bây giờ thì mình sẽ bay thử luôn nha để test song sánh như nào nha. GPS ok rồi. The home point has been a take off. Nó sẽ hiện home point record thì anh em mới được bay. Rồi mình đang cho máy bay mình đứng im một lúc để xem là nó ổn định hay không. Anh em có thể nhìn thấy qua cái hình ảnh, gần như là nó đứng im luôn, có cái đài phun nước ngay ở giữa ấy. Nó đứng im luôn anh em ạ. Đấy. Và bây giờ mình sẽ test song sánh luôn nhá. Đây kia hơi gió hơi to nhỉ. Hơi nghiêng. Nó nghiêng hẳn ra một bên. Rất cồng cánh. Rất cồng cánh, ổn định rồi đấy. Điều cũng hơi lặng lặng đó, thử đấy. Như hẳn không bên sợ thật. Con này nó có báo gió. Từ Bắc có báo gió đúng không? Mình đang bay khoảng 60m. Ngoài gió ở đây to quá anh em ạ. Tạt luôn cả máy bay luôn. Hàng gió mình phải đẩy đứng im một lúc để cho gió nó lặng và mình mới dám bay lên cao. Mình đã bay khoảng 100m và sóng vẫn ok này. Đấy, không vấn đề gì cả. Maximum flight altitude reached. 120m. Mình vẫn đang treo con fly cam ở dưới đấy và bây giờ mình sẽ hạ xuống để test tầm xa nhá.
anh em có thể nhìn thấy hình ảnh nó truyền về trực tiếp qua cái màn hình mình đang ghi lại màn hình để anh em có thể nhìn thấy. Đấy, chưa gặp này lên cả nói như đó. Ok rồi, bây giờ thì mình sẽ, đây là điều chỉnh gimbal này, đây là test gimbal và bây giờ mình sẽ bay thử bay xa ra nha. Ok, mình sẽ bay ở cái khoảng cách là nó khoảng 300m. Để mình test ở trong cái khu này của mình thì đây là cái khoảng cách mà rất vừa phải. Mình test so sánh máy bay nó như thế nào. Anh em ở ngoài đồng trống nhất test thì có thể bay xa hơn, nhưng mà mình ở trong nội thành thì 300m là cái thời gian, cái khoảng cách bay rất là lý tưởng cho Phantom 3S rồi. Đây, mình đã đang bay khoảng 300m rồi, bắt đầu là có vào trong khu dân cư thì bắt đầu nó sẽ bị nhiễu sóng một chút xíu. 400. Ok, sóng vẫn ok. Đây, con này ngon, sóng ngon rồi. Bây giờ mình sẽ bay về nhá. Mình sẽ gọi nó về, nó return to home về. Return to home thì nó sẽ quay về phía mình và nó sẽ nâng lên một độ cao là 100m ở trong, như ở trong cái mình setup ở trong app, và nó sẽ tự bay về. Ui, cái gió to nhỉ. Tự dưng nó bột 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 nghiêng luôn cả máy bay luôn. Nghiêng gió luôn. Bình thường anh em chúng tôi đi test Phantom cũng hơi bay thì bay phải may gần nhưng cũng phải mắc tí, xa xa mà tí, gặp hôm trời thời tiết nó không ủng hộ thì lại đi về. Hôm qua cơ, tối qua lúc khoảng 7 giờ tối mang ra đây test ấy, xong thấy gió to quá rồi thôi về đi. Nửa đêm em phải dậy nên giúp quần áo đấy, đứng lên gió. Gió mùa nó về. Đấy, nó đang bay về phía chúng tôi rồi. Nó đang cách chúng tôi khoảng 100m. Xui gió. Xui gió nó bay nhanh nhỉ. Rồi, anh em có thể nhìn thấy không? Chúng tôi ngay ở dưới chân này, tôi đã gập cam xuống này, anh em thấy nhá. Landing. Đấy, tôi đang đứng ở ngay dưới này. Con này là 9 lần sạc nhá, sóng sánh ok, hình thức rất là đẹp. Không vấn đề gì cả, không có một vết nào luôn. Có vết mình báo ngay. Rồi, ok. Stop landing. Để ra hạ cánh nhá. Đang quay lựa là cái đầu của nó để hạ đúng vào cái vị trí mà mình đang đứng. Ok. Con này là bao nhiêu nhỉ? 1010 1950.